Ok, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là bài số 4 trong cái series nắm trọn fraction. Và trong cái bài này Hoài sẽ nói về thực chiến đọc hiểu thị trường qua từng thanh nến. Bởi vì học fraction không chỉ đơn giản là chúng ta học tìm điểm mua, điểm bán hay là điểm thoát lệnh anh chị, mà ngay từ đầu là chúng ta phải biết đọc hiểu thị trường giống như là đọc một cuốn sách vậy. Thì sau khi mà chúng ta đã đọc hiểu được cái thị trường và hiểu được cái câu chuyện thị trường đang diễn ra tại thời điểm hiện tại rồi, thì những cái tín hiệu giao dịch thì nó sẽ phụ thuộc vào từng cái phương pháp chủ đạo. Nhưng mà tất cả những phương pháp nó đều liên quan đến cái việc là đọc hiểu thị trường, giống như đây là một cái kỹ năng mà nền tảng và kỹ năng cần thiết cho bất kỳ fraction trader nào, bất kể là bạn thuộc trường phái fraction nào. Chúng ta cùng đi vào video thôi. Ok, trước khi đi vào video thì anh chị để lại comment tôi quan tâm nếu mà anh chị muốn Hoài làm tiếp tục cái series nắm trọn fraction này nha. Đây thực sự là một cái series video Hoài dành rất là nhiều tâm huyết, không chỉ là kiến thức mà là còn kinh nghiệm, kỹ năng và còn rất là nhiều cái mẹo, những kỹ thuật giao dịch mà Hoài đã thu thập trong nhiều năm qua để bỏ vào trong cái series này. Và subscribe kênh YouTube của Nhật Hoài để mà đón chờ những video tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng đi ngay vào cái video ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là đọc hiểu thị trường qua từng thanh nến. Và Hoài nói là thực chiến bởi vì những cái lý thuyết, bởi vì những lý thuyết là Hoài đã đưa vào rất là kỹ càng, trong cái video toàn bộ về mô hình nến Nhật rồi. Hoài chỉ mới lên cái video đó vào ngày hôm qua hôm kia thôi, thì anh chị có thể tìm lại cái video đó để mà xem lại cái lý thuyết về đọc hiểu thị trường thông qua từng cái thanh nến Nhật. Rất là nhiều những cái thông tin hữu ích trong cái video đó. Và cơ bản là Hoài tóm tắt lại, đơn giản là cái mô hình nến Nhật là nó gồm từng thanh nến trước mắt. Trước khi mà chúng ta đọc cụm nhiều nến liên tục từng thanh thì mình phải hiểu từng thanh nến trước cái đã. Mỗi thanh nến nó gồm có những thông tin như là giá mở, giá đóng, giá cao nhất và giá thấp nhất. Nếu mà thị trường tăng giá, tức là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa trong một cái thanh, trong cái giai đoạn đó, thì thanh nến đó là thanh nến tăng trưởng và cho thấy phe bò đang chiếm ưu thế. Ngược lại, nếu mà giá mở cao hơn giá đóng cửa, tức là giá đóng thấp hơn giá mở, tức là thị trường nó đã giảm giá trong cái thời gian đó, thì phe gấu đang chiếm ưu thế. Cơ bản là gồm 4 thông tin chúng ta có thể đọc từ một thanh nến. Và quan trọng hơn nữa, từ cái 4 thông tin đó chúng ta tổng hợp lại và xác định ra 4 cái thông tin này để mà chúng ta đọc hiểu cái câu chuyện của thị trường. Dựa vào thân nến, chúng ta có thể biết được là phe nào đang chiếm ưu thế và cái khả năng là xu hướng tồn tại hiện tại đó nó còn khả năng tiếp diễn hay không. Dựa vào bóng nến là chúng ta thấy chúng ta có thể đánh giá được là thị trường nó có thể chuyển sang một cái giai đoạn đi ngang, hoặc là ít nhất là thị trường sẽ không tăng tiếp nữa hay là không giảm tiếp được nữa. Tức là cái xung lượng tăng hay là cái xung lượng giảm nó sẽ chững lại khi mà thị trường xuất hiện nhiều bóng nến. Và bóng nến cũng thể hiện là có một cái sự từ chối. Bóng nến cũng là một sự từ chối. Thứ ba là sự từ chối, tức là không chỉ đơn giản là thị trường đâm vào một cái vùng kháng cự anh chị, mà nó bị từ chối để lại một cái đuôi nến như thế này, và sau đó mà nó có một cái đợt giảm giá thì chúng ta gọi đây là một sự từ chối. Cái vùng kháng cự này nó đã từ chối giá để lại một cái đuôi nến thì khả năng đảo chiều sẽ là cao, đó gọi là sự từ chối. Thứ ba là chúng ta nói về chiều dài thân nến so với đuôi nến. Với những thanh nến nào mà có thân nến chiếm phần lớn, nó nhiều hơn đuôi nến, ví dụ như những thanh nến như thế này, vẽ lại vẽ hơi xấu. Ok, với những thanh nến đây như thế này, đấy, đuôi nến nhỏ, đuôi nến ngắn lại nhưng mà cái thân rất là dài, thì chúng ta coi đó là những nến sức mạnh, tức là cái xung lượng tăng hoặc là xung lượng giảm lúc đó sẽ còn khả năng tiếp tục. Nếu mà thị trường mà gồm những thanh nến mà nó có cái đuôi dài như thế này đó, hoặc là thậm chí những cái nến mà có thân nhỏ mà đuôi trên đuôi dưới dài, thì chúng ta coi đó là cái sự phân vân của thị trường. Và cái đuôi nến dưới sẽ thể hiện lực mua lên, và cái đuôi nến trên sẽ thể hiện lực bán xuống. Như vậy, nếu trong cái thanh nến này, thì chúng ta sẽ thấy có cả đuôi dưới và có cả đuôi trên, tức là vừa có lực mua lên và vừa có lực bán xuống, cộng thêm cái việc là cái thân nến bé nữa, chứng tỏ là phe bò và phe gấu đang rất là cân bằng nhau. Đây là dạng nến doji, mà thực ra chúng ta cũng không có cần nhớ đó là nến doji nữa, chúng ta chỉ cần nhớ đó là cái thanh nến có một cái sự cân bằng giữa phe bò và phe gấu là đủ rồi. Cuối cùng chúng ta sẽ đánh giá tới cái vị trí thân nến, là cái thân nến nó nằm ở trên hay là nằm ở dưới hay là nằm chính giữa. Nếu mà nằm ở trên thì cho thấy là phe bò đang chiếm áp đảo bởi vì cái đuôi nến dưới dài. Ngược lại, nếu mà nằm chính dưới phía dưới thì phe gấu đang chiếm áp đảo. Nếu mà nằm chính giữa và cái thân nó nhỏ thì chúng ta thấy là đang có sự phân vân và sự cân bằng giữa hai bên.
Như vậy tổng kết lại anh chị, tổng kết lại khi mà chúng ta đánh giá một thanh nến thông qua bốn cái thông tin này, chúng ta chỉ để trả lời cho một câu hỏi duy nhất thôi, một câu hỏi duy nhất, đó là tại thời điểm của thanh nến đó phe nào đang chiếm ưu thế. Phe bò mong là giá sẽ tăng trưởng, phe gấu mong là giá sẽ giảm giá, hay là đang có sự cân bằng giữa hai phe. Cơ bản là chúng ta trả lời cái câu hỏi đó là đã thành công trong cái việc đọc hiểu thị trường qua từng thanh nến rồi. Đấy, thông qua cái bảng này là anh chị sẽ thấy được ngay. Chính giữa là neutral nè, neutral tức là có một sự cân bằng, sự cân bằng. Khi chúng ta thấy cái thân nến rất là bé và đuôi trên và đuôi dưới dài thì chúng ta thấy có sự cân bằng giữa hai phe. Bắt đầu tiến dần về phía bên trái, tiến dần về phía bên trái, thân nến bắt đầu to ra, thân nến to ra và thân nến bắt đầu lớn dần lên nè, thân nến nó lớn dần lên. Và cái đuôi nến bắt đầu ngắn lại, đuôi nến bắt đầu ngắn lại thì cái độ bullish tức là cái mức độ tăng trưởng á nó sẽ càng mạnh. Và đây là cái dạng nến bullish mang tính chất tăng trưởng cao nhất, rồi giống như là dạng nến là bullish Marubozu. Ngược lại theo cái hướng bên tay phải thì cái thân nến càng ngày càng lớn dần lên, càng ngày càng lớn dần lên. Và chúng ta để ý thấy có một cái sự dịch chuyển giữa cái vị trí của thân nến. Nó nằm chính giữa thì bắt đầu nó nằm nó dịch lên trên và bắt đầu nó càng ngày nó càng bự ra, cho thấy là cái độ be, cái mức độ mà giảm giá nó sẽ càng ngày nó càng tăng dựa theo cái biểu đồ này. Và cái mô hình nến mà mang tính chất giảm giá cao nhất chính là mô hình nến này, mô hình bearish Marubozu, không hề có bóng nến trên cũng không hề có bóng nến dưới và chỉ hoàn toàn chỉ là thân thôi và một cái thân nến giảm lớn dài. Đây là mang tính chất giảm giá rất cao. Như vậy chỉ cần nhìn qua một cái bảng này là chúng ta sẽ đánh giá được ngay cái mức độ bearish hay là bullish của một thanh nến là như thế nào. Anh chị muốn xem kỹ hơn thì anh chị có thể xem lại cái bài toàn bộ về mô hình nến Nhật. Hoài phân tích rất kỹ anh chị, phân tích rất kỹ, đào sâu từng chi tiết 1, 2, 3, 4 này. Ở đây chúng ta chỉ cần nói sơ sơ qua là chúng ta có thể hiểu được rồi. Sau khi chúng ta đã được học về những cái lý thuyết về cách đọc hiểu thị trường qua từng thanh nến thì chúng ta cũng sẽ thực hành trên một biểu đồ thực chiến. Thì cái cách thực hành nó đơn giản lắm anh chị. Anh chị chỉ cần vào TradingView, chúng ta bấm vào xem lại nè. Đấy, chúng ta chọn vào bất kỳ một cái thời điểm nào đó trong quá khứ thì chúng ta có thể từ đó chúng ta có thể là đánh giá thị trường. Đấy, từ tại thời điểm đó cho tới thời điểm hiện tại. Đây là một cách luyện tập rất là hay và cho tới thời điểm hiện tại thì Hoài vẫn đang thường xuyên luyện tập phân tích thị trường bằng cái công cụ này. Nó hai cái là nó giúp cho chúng ta có thể luyện tập phân tích mà không có cần phải bỏ vốn ra thật, và cũng không có cần phải đợi một thời gian quá lâu cho những thanh nến hiện tại, những thanh nến tương lai nó xuất hiện, mình cũng có thể thực hành ngay trên thị trường luôn. Ok rồi, để mà thực hành phân tích thì mình có ba nguyên tắc để Hoài ghi ra ba nguyên tắc cho anh chị ha. Nguyên tắc số 1 là không dự đoán. Số 1 là không dự đoán. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản vì chúng ta đang đọc hiểu thị trường chứ không phải là chúng ta đang dự đoán thị trường. Anh chị phải nhớ lại cái điều đó. Và cái hay của cái prediction nó là hay ở cái chỗ đó. Nó hay ở chỗ là chúng ta chỉ đọc cho tới thời điểm thanh nến hiện tại mà thôi, chứ chúng ta không có đưa ra bất kỳ một cái dự đoán gì về tương lai. Và trong trading cũng nên như vậy. Chúng ta không thể nào chúng ta dự đoán được anh chị, bởi vì về cơ bản là thị trường nó di chuyển, nó có cách di chuyển của nó và cái đường di chuyển của giá nó bị ảnh hưởng bởi hàng triệu cái yếu tố trên thị trường và những cái tâm lý tăng giá, những tâm lý giảm giá, rồi cuối cùng dẫn đến cái việc là hành động là mua vào hay bán ra của những nhà giao dịch thì nó sẽ dẫn tới là cái đường giá nó di chuyển. Cho nên về mặt lý thuyết là dự đoán là vô nghĩa, không có ý nghĩa để mình dự đoán. Mình chỉ cần đọc tới thanh nến hiện tại, mình hiểu cái câu chuyện hiện tại đó là cái gì thôi là đã tốt rồi. Nguyên tắc số 2 đó là không cố gắng tìm điểm buy sell. Mục tiêu của bài tập này đó là mình đang đọc hiểu thị trường, tức là tại thời điểm hiện tại thị trường đang nói cái gì, nó đang diễn ra câu chuyện gì, phe nào đang thắng thế, phe bò đang thắng thế hay là phe gấu đang thắng thế, thị trường đang tồn tại xu hướng hay không, hay là nó đang rơi vào một cái vùng đi ngang nào đó, hay là nó vừa phá vỡ khỏi một vùng hỗ trợ và quay trở lại retest cái vùng hỗ trợ, hoặc là ngược lại vừa phá vỡ một vùng kháng cự quay trở lại retest một vùng kháng cự. Mình chỉ đưa ra một cái nhận định về cái câu chuyện mà thôi, chứ mình không có đưa ra tìm điểm buy sell. Cái điểm buy sell nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những cái thiết lập giao dịch.
thiết lập giao dịch. Thì cái phần về thiết lập giao dịch thì Hoài sẽ phân tích cho anh chị trong những cái bài tiếp theo. Tới bài ngày hôm nay mình chỉ nói về cái việc đọc hiểu hành động giá thôi. Và gần như toàn bộ những phương pháp production nó đều dựa trên cái nguyên tắc đó là đọc hiểu câu chuyện thị trường hiện tại cái đã. Rồi những cái tín hiệu giao dịch buy sell thì từ từ nó mới xuất hiện. Cái hay ở cái chỗ đó, nó sẽ hay hơn những cái phương pháp mà sử dụng indicator. Bởi vì nếu mà sử dụng indicator, chúng ta chả có phân tích gì cả. Chúng ta chỉ có vào lệnh một cách rất là máy móc, tức là cứ đợi những cái giao cắt hoặc là có những cái tín hiệu gì đó của những cái indicator nó xuất hiện thì mình vào lệnh thôi. Mình không biết thị trường lúc đó đang có chuyện gì xảy ra nữa. Đó là lý do mà chúng ta hay bị thua lỗ với khi mà chơi với indicator. Mình không có đủ niềm tin. Khi mà mình chưa hiểu về indicator cho nên mình không có đủ niềm tin. Còn khi mà mình chơi về production, mình đã hiểu được lúc đó thị trường đang có câu chuyện gì rồi. Cho nên nếu mà có một tín hiệu vào lệnh thì mình sẽ rất là tự tin. Sẽ rất là tự tin vì mình biết ít nhất là tới thời điểm hiện tại cái câu chuyện thị trường nó đang ủng hộ cho cái lệnh của mình thì mình mới vào lệnh, đúng không ạ? Thì mình mới vào lệnh, chứ không có phải là mình vào lệnh vì một cái tín hiệu nào đó hay là mang tính chất cầu may. Và nguyên tắc cuối cùng đó chính là trả lời câu hỏi phe nào đang chiếm ưu thế, hay là hoặc là phe bò hay là phe gấu, hay là không có phe nào, tức là có sự cân bằng giữa hai phe. Chỉ cần trả lời câu hỏi đó thôi là ít nhất chúng ta đã định hướng được cái giao dịch của chúng ta rồi. Ok, như vậy mình để ba cái nguyên tắc này ở trên đầu để mình nhớ và không đưa ra dự đoán nha anh chị. Đấy. Rồi chúng ta cùng đánh giá thị trường. Thời điểm hiện tại chúng ta thấy thị trường có cái cấu trúc giảm nè. Đấy, có cấu trúc giảm. Sóng giảm nè, rồi sóng hồi nè, rồi giảm nè. Thì bây giờ nó đang trong sóng hồi chứ gì nữa, đúng không ạ? Nó đang trong một con sóng hồi của xu hướng giảm. Và cái xu hướng giảm này nó được thể hiện rất là rõ ràng thông qua những nến giảm lớn nè. Đấy, nến giảm thì lớn, nhưng mà nến tăng thì bé. Nến giảm lớn, nến tăng thì bé. Đấy. Rồi, mình thấy ở chỗ này có một cái vùng cung nè. Chỗ này có một vùng cung. Ví dụ như chỗ này, đây. Đánh giá cái đường ngang đi, dùng cái đường ngang. Đây, đường nằm ngang. Đây, chỗ này có một cái vùng cung. Vì sao? Vì chúng ta quan sát thấy có một sự phá vỡ khỏi cái vùng này. Phá vỡ khỏi vùng này, sau đó giá quay trở lại retest. Anh chị thấy không ạ? Có một cái sự retest quay trở lại chạm lại nè, để làm cái đuôi nến rất là dài. Và cái đuôi nến này thể hiện có một cái sự từ chối. Tức là thị trường nó tăng lên đây nhưng mà giá ở phe gấu trên này không có cho giá nằm ở trên này, mà bắt buộc mày phải đi xuống để làm một cái đuôi nến. Như vậy rõ ràng đây có một sự từ chối. Sau đó giá giảm tiếp, rồi bắt đầu quay trở lại test lại cái vùng này thêm một lần nữa, quanh 1900 nè. Đấy, test lại thêm một vùng nữa, lại thêm bị từ chối thêm một lần nữa đó, để làm cái đuôi nến, sau đó giảm trở lại. Như vậy đây là một cái vùng cung rất là mạnh. Mình không có cần nhìn về những đỉnh đáy trước đó, mình cũng thấy được đây là có một cái vùng cung rất quan trọng, vùng kháng cự rất quan trọng. Thì bây giờ mình mới nhìn sang bên tay trái, đúng, ở đây là có một cái vùng kháng cự quan trọng. Mình thấy có hai cái lần giá chạm mực ở đây, và hai lần đó đều để lại hai cái đuôi nến cho thấy sự từ chối luôn. Đó, anh chị hình dung ha. Đấy, về cơ bản sơ sơ là mình đang thấy cái câu chuyện của thị trường lúc này, tóm lại là thị trường đang tồn tại một xu hướng giảm, thể hiện qua những nến giảm lớn, nến tăng thì nhỏ, và sau khi giá phá vỡ khỏi một vùng kháng cự là quanh 1900 thì giá quay trở lại retest vùng này để lại một cái đuôi nến dài. Như vậy đây là một vùng cung rất là quan trọng. Thời điểm hiện tại mình đang thấy thị trường đang hồi lên những con trong một con sóng hồi, trong cái xu hướng giảm đang hồi lên. Như vậy ít nhất là mình biết thị trường đang hồi lên, đúng không? Đang hồi lên trong xu hướng giảm chứ không phải là một sự hồi phục. Bây giờ mình cứ tiếp tục đánh giá xem sao. Đấy, lúc này thì mình nhìn sang cái giai đoạn này, mình thấy những nến tăng bắt đầu xen lẫn với những nến giảm, đúng không ạ? Nến tăng xen lẫn với nến giảm, nến lớn xen lẫn với nến nhỏ. Đó. Tăng xen lẫn giảm, lớn xen lẫn nhỏ, thì mình thấy ít ra tại thời điểm hiện tại thị trường nó đang có một sự cân bằng giữa phe bò và phe gấu. Chưa có phe nào mà thể hiện cái sự ưu thế. Như vậy về một cách tự nhiên mình có thể vẽ được một chiếc hộp. Đấy. Vẽ một chiếc hộp, thì khi mà giá thoát ra khỏi cái vùng hộp này, mình có thể đánh giá tiếp là cái xu hướng tiếp theo sẽ là gì. Đấy, cái thanh nến đây là một thanh nến rất là quan trọng anh chị. Này, thanh nến này rất là một thanh nến rất là quan trọng. Vì mình thấy nè, nếu mà mình kéo dài cái hộp này ra, đó, thì mình thấy cái đuôi của nó chọt xuống dưới,
xong xong rồi nó bật lên trên để làm cái đuôi dài như thế này. Như vậy rõ ràng đây là một phá vỡ giả, một phá vỡ giả khỏi đáy, thì khả năng cao là sau phá vỡ giả này thị trường sẽ tiếp tục tiến lên. Đó. Hoài đang vi phạm một chút cái nguyên tắc là không dự đoán rồi đó. Nhưng mà ở đây Hoài nói cho anh chị hiểu một cái kỳ vọng đơn giản, sau một cái cú phá vỡ giả ra khỏi cái vùng hộp như thế này thì khả năng là thị trường sẽ tiếp tục tăng tiếp. Đó là một cái dự đoán, nhưng ở đây chúng ta không dự đoán, cho nên chúng ta cứ đợi xem là thị trường nó sẽ di chuyển như thế nào. Công việc là mình đang đánh giá thị trường chứ không có dự đoán. Anh chị thấy không ạ? Dự đoán của Hoài trật lất rồi, bởi vì mình không biết một cách chính xác được. Không phải lúc nào thị trường nó tạo ra một phá giả nó cũng tăng lên được. Nhiều khi nó lại chỉ đủ sức để có thể tăng lên được chút xíu mà nó lại quay ngược giảm trở lại. Nó giảm trở lại. Như vậy mà thanh nến giảm này là đã phá vỡ khỏi hộp rồi. Thanh nến giảm đã phá vỡ khỏi hộp. Đó, anh chị thấy không? Nó có rất là nhiều những cái xung đột ở đây. Như vậy thị trường nó vẫn còn đang trong một cái trạng thái xung đột, tức là chưa phân định rõ ràng phe nào là phe thắng thế. Đây, chúng ta thấy có một sự từ chối nè. Đây, một sự từ chối nữa. Đó, sự từ chối. Một cái đuôi nến như thế này anh chị thấy không? Đuôi nến rất lớn, chọt qua xong rồi bật ngược lên trên. Như vậy rõ ràng đây là thêm một cái vùng hỗ trợ nữa. Mình có thể vẽ cái vùng hỗ trợ tại đây. Sau khi từ chối nhưng mà thị trường không tăng tiếp mà lại phá vỡ đúng không ạ? Như vậy mình có thể coi đây là một cái vùng phá vỡ, vùng hỗ trợ quanh 1800, rất là dứt khoát và rất là mạnh mẽ. Như vậy mình khẳng định sau khi một cái giai đoạn hồi dưới dạng là một vùng đi ngang thì giá đã phá vỡ cái vùng hỗ trợ mạnh và tiếp tục cái xu hướng giảm. Đó, rõ ràng lúc này là những nến nhỏ nè bắt đầu thay thế bởi những nến giảm rất lớn. Sau khi có những cái giai đoạn chững lại nhỏ thì tiếp giá có khả năng cao là sẽ tiếp tục giảm tiếp. Đây, cái vùng quét này, một cái đuôi quét rất quan trọng. Như vậy mình có thể đánh dấu một cái vùng ở đây. Là ít nhất là thị trường sẽ có khả năng là chưa có giảm tiếp được sau cái vùng này, bởi vì nó có một cái đuôi rất mạnh như thế này, có khả năng là sẽ có tiếp tục có một giai đoạn đi ngang nhỏ tại đây chẳng hạn. Nhưng mình không dự đoán, mình cứ đợi xem thị trường nó sẽ như thế nào. Anh chị thấy không ạ? Thậm chí là nó không đi ngang mà nó còn bật ngược lên luôn. Như vậy đây là một vùng hỗ trợ rất quan trọng nè. 1692 quanh 1700, vùng số rồng 1700. Mình để ý những cái vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng, nó không có tự nhiên mà nó rơi vào những vùng số tròn anh chị. Đây là quanh 1700 nè, đây là quanh 1800 nè, ở trên nữa là quanh 1900 nè. Đó, không phải tự nhiên nha, đó là một cái yếu tố tâm lý rất là hay. Và thậm chí là trong những nguyên tắc của Bob Forman, người ta ổng cũng đưa ra nguyên tắc vùng số tròn. Những cái vùng số tròn mà tròn chẵn á thì nó sẽ mang tính chất là khả năng là sẽ đảo chiều giá cao. Lúc này mình thấy thị trường có vẻ như là đã đảo chiều được con sóng này, nhưng mà cái xu hướng giảm thì vẫn còn là xu hướng giảm nha anh chị. Xu hướng giảm nó vẫn còn. Xu hướng giảm để mà bị phá vỡ thì ít nhất nó phải phá vỡ lên trên được cái đường ngang này. Vì sao? Vì đây là cái đỉnh dẫn tới cái đáy thấp nhất, dẫn tới đáy thấp nhất của vàng thời điểm hiện tại. Nó phải phá, ít nhất phải phá lên đây thì cái xu hướng tăng nó mới được tiếp diễn. Nhưng mà bây giờ tạm thời là mình cứ không có dự đoán và mình cùng xem là thị trường nó đi được tới đâu. Như vậy câu trả lời cho xung lượng và cái hành động giá hiện tại là thị trường tạm thời đang được chiếm áp đảo bởi phe bò, bởi vì sau khi chạm một vùng hỗ trợ rất quan trọng quanh 1700 thì thị trường đã tạo ra được một cái cú đảo chiều. Đây, lúc này khả năng cao là cái con sóng tăng của thị trường nó đã kết thúc. Mình đợi xem nó sẽ như thế nào. Nó vẫn chưa kết thúc. Vì ít nhất là nó phải chạm cái vùng kháng cự là quanh 1800 đã. Cùng xem là thị trường này sẽ phản ứng như thế nào quanh cái vùng 1800 này. Đấy, anh chị chưa gì là anh chị thấy đã có một cái sự từ chối rồi đúng không ạ? Đây nè, một sự từ chối là quanh 1800. Đó, từ chối quanh 1800. Cùng xem là thị trường có vượt qua được vùng này hay không, hay là nó đảo chiều. Rõ ràng đây là một cái sự đảo chiều, khả năng cao là có một sự đảo chiều ở đây. Từ chối một lần, sau đó cố gắng thêm một lần, sau đó lại bị từ chối thêm một lần nữa. Bị từ chối hai lần rồi, cùng xem là thị trường có tăng tiếp được hay không, hay là nó sẽ đảo chiều giảm. Như vậy là thị trường đã đảo chiều giảm.
anh chị thấy rõ ràng là nó đụng cái vùng này, không phải đùng một phát nó đụng cái vùng kháng cự 1.800 mà nó giảm liền, mà nó còn thể hiện cái dấu hiệu bị từ chối thông qua những thanh nến này đó, thanh nến pin 3 này, thông qua thanh nến giảm giá này, bearish Marubozu này. Như vậy nếu anh chị là một trader Braxton theo trường phái của Niall Fuller thì anh chị có thể vào một lệnh bán khống sau khi giá hoàn thành cái thanh pin 3 giảm này, sell dưới đây dừng lỗ phía trên đỉnh đó. Cái trade của Niall Fuller là như vậy, ông sẽ đợi cho thị trường chạm lại cái vùng kháng cự hoặc là hỗ trợ trước đó, hình thành nên một cái mô hình có một cái sự từ chối hay là đảo chiều thì ông sẽ vào lệnh ngay tại cái vùng đó. Anh chị thấy cái tín hiệu giao dịch không phải đến từ cái việc là giao cắt hay là có một cái tín hiệu nào đó của chỉ báo kỹ thuật, mà chỉ thuần là từ cái thanh nến mà thôi, và từ cái việc đọc hiểu hành động giá mà thôi. Cái cách suy nghĩ của Braxton Trader là như vậy. Mặc dù cái mục tiêu của chúng ta chỉ là đọc và không dự đoán thôi, nhưng anh chị thấy chỉ cần qua cách đọc hiểu thị trường thì mình cũng có thể đưa ra những dự đoán mang tính chất tính chính xác rất là cao, đúng không ạ? Đấy, khả năng cao là bây giờ sẽ ở đây sẽ có một vùng cầu nữa nè. Đó. Mình cứ đợi xem. Đấy, thị trường đã chạm lại cái vùng này, nhưng mà tạm thời tới thời điểm hiện tại thì chưa thấy dấu hiệu từ chối nha, chưa thấy dấu hiệu từ chối. Đấy, khả năng cao là sẽ có một sự từ chối ở đây rồi nè. Nến giảm sau đó là nến tăng, thì ít nhất cái vùng này nó đang phát huy tác dụng là một vùng hỗ trợ của nó. Đấy. Như vậy tại thời điểm này cũng khá là an toàn để mình đưa ra một cái dự đoán là thị trường sẽ có một sự hồi phục lên trên, vì ở đây ít nhất là mình cũng thấy có một cái sự đảo chiều của giá và có một sự từ chối rồi. Ok, cùng đánh giá xem là thị trường có khả năng đảo chiều hay không, hay là nó xuyên thủng cái vùng này. Tới những cái câu chuyện nó diễn biến rất là nhanh, cho nên những dự đoán của chúng ta nó chỉ mang tính chất ngắn hạn thôi. Đó, như thấy không, có một sự phá vỡ rất là mạnh mẽ. Như vậy cái vùng hỗ trợ quanh 1.700 này nó chỉ đủ sức khiến cho giá đi ngang một giai đoạn thôi, và không có đủ sức khiến cho giá đảo chiều. Đó, đi ngang một giai đoạn, nhưng sau đó sau khi thị trường cố gắng phá vỡ thêm một lần nữa thì lần này nó đã phá vỡ thành công. Như vậy câu chuyện của thị trường là xu hướng giảm của vàng lúc này đã tiếp diễn. Đấy, bây giờ nó giảm tiếp nè, những nến giảm lớn sen nến giảm lớn, khi mà giai đoạn nó đi ngang thì bắt đầu xen lẫn những nến có đuôi dài và thân nhỏ. Nhưng sau khi có nến giảm lớn như thế này thì chúng mình thấy có một cấu trúc giảm giá rất là rõ rệt, khả năng cao là thị trường sẽ tiếp tục cái xu hướng giảm của nó. Lúc này là khó chịu anh chị thấy không ạ, có một sự khó chịu ở đây. Vàng nó không dễ đoán. Như vậy ở đây mình có thể đánh dấu thêm được một cái vùng cầu nữa là quanh 1.620, 1.619, 1.620. Một sự đảo chiều quan trọng từ giảm sang tăng thì nó phải được tạo ra từ một cái vùng hỗ trợ rất mạnh, phải thực sự rất là mạnh mới có khả năng đảo chiều giá như thế này. Như vậy lúc này xu hướng giảm đang bị đe dọa. Bởi vì sao? Đây là cái đáy thấp nhất của vàng tính tới thời điểm hiện tại. Thì mình nhìn ngược về phía bên tay trái, đâu là cái đỉnh dẫn tới cái đáy thấp nhất này? Chính là cái đỉnh này. Đó, chỉ cần cái đỉnh dẫn tới cái đáy thấp nhất này bị phá vỡ lên, tức là cái cấu trúc giảm giá của nó đã bị phá vỡ, cấu trúc giảm mà bị phá lên cao hơn cái vùng này, tức là cấu trúc giảm bị phá vỡ nữa, đã có một cái đỉnh cao hơn rồi. Đó, cho nên chỉ cần giá xuyên thủng qua được cái vùng kháng cự quanh 1.734 thì mình có thể khẳng định vàng đã đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. Đó chính là cái cách nhận định xu hướng theo Braxton trần trụi anh chị. Thì hay không có dễ ha. Đấy. Nó đâu có dễ mà nó phá được cái vùng này. Đó. Vì đây là cái chốt chặn cuối cùng mà. Thường á, cái chốt chặn cuối cùng nó rất là mạnh mẽ. Chốt chặn cuối cùng ở đây rất là mạnh. Quanh khu vực này có khả năng đảo chiều được giá luôn. Thậm chí là nó có thể đảo chiều giảm xuống luôn. Đấy, vậy không ạ? Cái chốt chặn cuối cùng của giá khiến cho thị trường phe bò phải chấp nhận chịu thua và xu hướng giảm có khả năng tiếp diễn. Mình phải đặc biệt mình chú ý quan sát giá khi mà nó tiếp cận những cái vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng, thì mình khi mình thấy những cái phản ứng của nó
thấy có sự phản ứng thì mình có thể đánh đưa ra một cái nhận định hợp lý. Đó, mình nhìn thấy cái giá chạm cái vùng hỗ trợ quanh 1619 này mà nó không xuyên được, mà nó bật lên bằng một nến tăng rất mạnh để lại cái đuôi này, thì khả năng là ít nhất là nó phải đi ngang tại đây, hoặc là thậm chí là nó có thể đảo chiều luôn, chưa biết được, nhưng ít nhất là nó chưa xuyên thủng được vùng này. Đó, hiểu không? Nó đưa ra, nó dẫn tới một cái giai đoạn đi ngang chứ không có thể nào giảm giá được nữa, không thể nào giảm giá được nữa. Đó, thậm chí là bật lên rất là mạnh. Như vậy tới lúc này có thể nhận định một cách đơn giản là thị trường có khả năng tăng tiếp. Khả năng tăng tiếp. Vì sao? Vì sau khi chạm cái vùng này tới 3 lần rồi, 3 lần mà không xuyên thủng được thì bây giờ phải rút lui thôi, đúng không ạ? Bây giờ phải rút lui thôi. Cùng xem là thị trường nó đi như thế nào. Đó. Quá chuẩn xác đúng không ạ? Rất là chuẩn xác. Cái dự đoán nó không phải đưa ra từ một cái quan điểm cá nhân, mà nó đến từ cái dấu hiệu đang diễn ra của thị trường, cho nên dự đoán đó nó mang tính chất tin cậy cao. Và tới thời điểm hiện tại anh chị để ý, cái đỉnh dẫn tới đáy thấp nhất của vàng đã bị phá vỡ rồi. Đây, quanh khu vực này, đỉnh nè dẫn tới đáy thấp nhất của vàng đã bị phá lên một cách rõ ràng quanh tại đây. Thì như vậy xu hướng của vàng tới thời điểm này đã chuyển từ giảm sang tăng rồi, một cách khẳng định luôn. Khẳng định là đã chuyển từ giảm sang tăng. Đó, mình có thể chờ cho giá hồi về những cái vùng hỗ trợ như thế này đó, để mình mua vào vùng này hoặc là vùng này. Hai vùng này là tiềm năng nhất có thể mua vào. Đó, anh chị thấy nó hồi không ạ? Sau khi phá vỡ nó không đi tiếp được mà nó hồi trở về. Bây giờ chỉ cần một dấu hiệu mà bật tăng hoặc là một cái dấu hiệu từ chối, có một cái đuôi nến gì đó thôi, thì là mình có thể tiến hành vào một lệnh mua. Đó là cách trade của Nine Fuller. Đấy, lúc này là có đủ dấu hiệu để mình có thể vào một lệnh mua rồi. Và đang lấn sân hơi bị nhiều sang cái tín hiệu buy sell. Nhưng mà kệ, cứ mô phỏng cho anh chị hiểu là cái cách đọc hiểu hành vi giá nó không chỉ đơn giản là để đọc hiểu, mà để cho chúng ta dẫn tới những cái tín hiệu giao dịch thật sự có lợi thế. Khả năng là thị trường sẽ có một giai đoạn tiếp tục tăng trưởng. Đó, vậy không ạ? Và tới lúc quanh 1800 này, giá gì ít nhất là nó cũng phải có một cái sự chững lại, vì đây là một vùng kháng cự rất quan trọng trước đó nè. Đó, thì có một khả năng chững lại quanh đây. Thậm chí là nó không chững lại mà nó bật ngược lại luôn, anh chị hiểu không ạ? Một cái giai đoạn bật ngược lại rất là mạnh. Đó. Bởi vì xu hướng tăng đã được thành lập, cho nên một vùng kháng cự nó đôi khi nó chỉ đủ sức để cho giá chững lại thôi, chứ chưa đủ sức để đảo chiều một xu hướng, đặc biệt là với một cái xu hướng tăng vừa mới được hình thành nữa. Cho nên khả năng là cái xu hướng này, cái động lượng tăng này sẽ còn và sẽ có một thời điểm nào đó bứt phá lên được cái vùng kháng cự này. Đó, thì lúc này là đã có một cái sự bứt phá. Sau khi bứt phá thì giá đã tạm thời đủ sức và giảm ngược trở lại, nhưng mà chúng ta cùng xem. Đấy. Như vậy là đây chính là thời điểm hiện tại của vàng và không còn thanh nến nào xuất hiện nữa. Anh chị thấy cái video này hay, để lại comment tôi quan tâm, subscribe kênh YouTube của Nhật Hoài. Và anh chị muốn xem lại cái video toàn bộ về mô hình nến Nhật, cũng như là nhận những cái tài liệu, những cái slide về trading kỹ thuật rất là hay của Nhật Hoài, thì bấm vào phần mô tả cũng như là comment đầu tiên nha. Hoài cũng xin thông báo là Hoài đang tuyển sinh một khóa học Russian thực chiến. Tại trong khóa học này anh chị có thể được đào tạo bài bản từ buổi số 1 cho tới buổi số 10, và sau khi cái giai đoạn đào tạo về lý thuyết, chúng ta có thể thực hành trên thị trường thực chiến. Và Hoài sẽ kèm cặp cho anh chị, đồng hành với anh chị luôn suốt 1 năm sau khi anh chị hoàn thành khóa học, 1 năm để được Nhật Hoài đồng hành kèm cặp và cải thiện kết quả. Anh chị muốn đăng ký khóa học Russian thực chiến, bấm vào phần mô tả, link phần mô tả cũng như là comment đầu tiên để được tư vấn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.